Em chào các bác nha. Hôm nay mới có cái máy mới vệ sinh em giới thiệu các bác. Con EZ6603 Nantionan bình nông mới. Con này giá thân máy là 400.000. Phun chức năng nha bác, đầu không rơ lắc, đầu cứng, đây, ngoại hình đứng ở đây. Máy rất khỏe, tần máy là 400.000 nha bác. Thứ hai là con khoan 6401. Đầu không rơ lắc các bác. 21 cấp trượt, 1 cấp khoan. Máy vỏ pin là 300.000. 300.000 nha bác. Cái máy giá trị sưu tầm cao Nantionan 7202, cái máy rất là đẹp, điện từ trong ra ngoài. Nó 16 cấp lực, 16 cấp búa và 3 cấp lực. Hàng mới in Japan thôi. Bên này ai bác nào lấy thì gọi điện thoại cho em nhé. Điện thoại em sẽ để ở đây nhé. Em lên con Hitachi DM. Cái này pin zin không bao cầm nhưng mà nó còn pin gần khá là lâu nha. Em sạc em bắn vít. Ngày bắn ít thôi nhưng mà em bắn mấy ngày hôm nay chưa bị sạc lại. Con này đầu hơi rơ. Con này em thanh lý 45.000, thân máy vỏ pin. Còn nếu các bác nào lấy thì bán theo bộ thì pin zin sạc zin là 500.000. Một con Hitachi 9.6 nhưng đã lên pin 12V các bác. Con này rất khỏe, lực 81. Lực lên 81 lần. Khỏe lắm. Nghe
nghe tiếng gió thấy đã, nghe tiếng gió ở thế mạnh. Em lên vào pin cao. Pin đúng của nó là cái pin thấp thôi. Không cao như thế này mà pin khó lắm, pin lắm. Nên là em lấy con này từ trong ra ngoài đẹp người ngật. Rất là đẹp. Nhỏ gọn nhưng mà rất là khỏe em ạ. Cái này thân máy và pin là 400.000. Rất là nhỏ gọn, rất là đẹp. Em còn một con DM nữa. Con này thì đầu không rơ lắc nha bác. Đầu không rơ lắc. Thắng đào chiều đầy đủ, búa đầy đủ nha bác. Dòng rất là khỏe. Thân máy vỏ pin là 450.000. Vỏ này vỏ pin thấp đấy. Đầu không rơ lắc. Một con Makita đầu khía trùng bánh tôn đây các bác. Đây là đẹp. Con này bánh tôn thì khỏi bàn rồi. Dành như các thợ chuyên bánh tôn. Nghe tiếng gió không? Mạnh lắm. Bị tật dây. Khỏe quá. Rồi
Cái này thân máy bộ pin em bán là 500.000. 500.000 nha các bác. Đầu hơi rất là nhẹ, nhất rất là nhẹ nha. Mình xem không có nha, cái máy cũ mà thế này là rất là nhẹ. Máy full chức năng. Thân máy bảo pin nhà 500 luôn á. 500k. Có Makita khác nữa. Makita khỏe thật. Thấy các bạn. Ôi. Em quên để cái quyền để cái lồng đèn nha. Lát này em sẽ làm lại. Con này giá 350.000. 350k. Cái dòng Makita rất là khỏe. Bánh tôn là thoải mái.